Okay, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ mang đến anh em một cái video về tin tức mới nhất của Bitcoin và một số đồng altcoin ha theo yêu cầu của anh em. Và video ngày hôm nay sẽ mang chủ đề rất là hot trong những giờ vừa rồi, đó là việc mà Bitcoin nó vừa flash dump và nó đã thanh lý của trader 600 triệu đô trong vòng 15 phút thôi ha. Ok. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để trả tấn nút like và subscribe kênh, cũng như là comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm, cũng như là dự án nào mà anh em đang quan tâm á, thì anh em hãy comment phía bên dưới video này ha. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua cái việc là Bitcoin nó vừa thanh lý cái 600 triệu đô của Bitcoin, của trader như thế nào. Thì anh em thấy rằng vì sao mà Bitcoin nó thanh lý như vậy, nó vừa flash dump một cây dài như thế này, anh em sẽ thấy là từ 59.600 đô nó dump một phát xuống còn là 57.000 ha, tầm 57.000. Anh em thấy nó giảm gần 3.000 đô, 2.600 đô ha. Nó giảm 2.600 đô là gần 3.000 đô. Bởi vì sao? Nó ở trên khung 15 phút thì anh em có thể thấy rất là rõ, đó là cái phân kỳ đỉnh là phân kỳ âm ở đây. Và anh em thấy rằng chúng ta thấy rằng là khi mà nó đâm một phát này, anh em thấy là lực là động lượng nó cũng giảm, động lượng nó cũng giảm này, kèm với lại là việc đỉnh sau của giá nó cao đỉnh trước, nhưng mà đỉnh sau RSI nó lại thấp hơn, chứng tỏ là động lượng mua nó đã bị yếu dần. Bởi vì sao? Bởi vì là sau cái lực mua mà cái nến bùm mạnh như vậy á, thì đây có thể là một sự fake bùm này. Đây là một cái gọi là fake bump thôi. Và vì sao mà nó giảm mạnh như thế này? Thì đầu tiên á, mình nghĩ rằng thì hiện tại đang là ngày 31 tháng 3, là ngày cuối cùng của một quý, và cũng như là nó là ngày cuối cùng của tháng 3, cho nên là ngày hôm nay và ngày mai thì sẽ là một ngày rất là biến động đối với cả toàn thị trường tài chính trên toàn thế giới luôn. Anh em thấy rằng là vì sao? Bởi vì là như mình cũng đã có cập nhật cho anh em ở trong channel VIP á, thì cái đầu tiên đó là cái việc mà hợp đồng thông minh, xin lỗi anh em, hợp đồng kỳ hạn sắp đã được đáo hạn, nhưng mà mình thấy mình xem đâu đó thì mình thấy rằng hơi ngày của ngày đáo hạn hợp đồng tương lai thì nó anh em thấy là đã bị hoãn lại rồi, nó đã bị dời qua ngày khác. Và ngày nào thì mình sẽ cập nhật cho anh em ở trong cái số video sau hoặc là trong channel VIP ha. Và đó là cái yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố thứ hai ấy, là cuối một quý thì các tổ chức lớn như là Grayscale, MicroStrategy ha, họ sẽ tái cấu trúc lại cái danh mục của họ, họ sẽ phân bổ lại đầu tư như thế nào vào từng cái loại tài sản như là vàng, Bitcoin, đô la hay là sao đó. Thì em thấy rằng hiện tại thì những ngày mà cuối của một quý ấy, thì nó sẽ biến động rất là mạnh của toàn thị trường cả thế giới. Anh em thấy là tháng 3 năm nào ha, tháng 3 năm nào, năm 2020, thì anh em thấy rằng cái việc mà Covid nó bùng nổ thì khiến cho giá Bitcoin nó giảm xuống còn 3.000 mấy đô. Thì anh em thấy rằng cái khúc đó cũng là một tháng rất là đỏ, rất là giảm rất là mạnh của Bitcoin. Và hiện tại anh em thấy tháng này thì Bitcoin hiện tại cái nến tháng của nó đang là một cái nến tăng xanh rất là mạnh. Và nếu mà nó đóng nén được phía trên cái mức giá cao nhất là cái đỉnh râu của cái nến tháng trước ấy, thì lực tăng vẫn còn rất là mạnh ha. Và em thấy là về cái động lượng histogram của MACD ấy, anh em thấy là vẫn còn động lượng tăng rất là mạnh, rất là tốt. Còn về RSI thì nó bị mâu thuẫn, đó là RSI thì động lượng nó lại thấp hơn cái đỉnh trước, chứng tỏ là động lượng về RSI thì nó lại thấp hơn, nó lại yếu đi, nhưng mà động lượng của MACD histogram thì nó lại đang chứng kiến là nó đang mạnh, vẫn còn lực tăng mạnh ha. Ok. Và chúng ta sẽ xem qua tình hình thị trường 24 giờ vừa qua, thì em thấy là vốn hóa đã giảm 1,1% này, chứng tỏ là dòng tiền thông minh họ đã những người đầu tư thông minh họ đã dần là họ biết được cái điều này, cho nên là họ đã muốn thoát một ít vốn của họ ra khỏi thị trường, cho nên nó giảm cái vốn hóa của thị trường xuống. Anh em thấy hiện tại thì 24 giờ qua thì Bitcoin nó giảm 2,1%, còn 58.000 đô thôi. Ethereum nó giảm 2,2 này. Và các đồng altcoin tốt khác thì nó đều bị giảm nhẹ ha. Trừ con Polkadot này thì 24 giờ qua nó vẫn tăng 5%. Và cái việc thống kê mà chúng ta thấy được là Bitcoin nó đã thanh lý
nó đã thanh lý 600 triệu đô của trader như thế nào. Thì em thấy là hiện tại đã qua một cái giờ mới cho nên là số 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 tiền mà thanh lý nó đã bị reset lại rồi. Thì anh em thấy là 4 giờ vừa qua thì Bitcoin nó bị trader đã trên toàn thế giới đã bị thanh lý là 403 triệu đô tổng cộng ha. Đây là cái số total liquidation, là số tổng cộng số tiền, tổng cộng số tiền bị thanh lý là bị cháy tài khoản của trader ha. Trong một giờ vừa qua thì em thấy là nó đã bị thanh lý là 5 triệu đô. Thì cái gì số này cũng bình thường. Trong cái lúc mà lúc 3 giờ á, 3 giờ chiều ngày hôm nay á, thì em thấy là Bitcoin nó flash rất là mạnh. Ok, là cái khúc này này, có khúc 3 giờ chiều này nó đâm một phát dài thế này, thì khúc này thì các anh em mà là trader mà long á đã bị thanh lý rất là mạnh luôn, nó giật rất là kinh. Ok, về 04 giờ thì em thấy rằng là nó đang đi thêm một cái kịch bản của mình vẽ ra đây rất là đúng. Đó là khi mà nó phá vỡ khỏi cái kênh giá giảm này, nó phá lên ha, nó có một nhịp retest này. Và hiện tại nó đang retest lại lần thứ hai đúng đúng cái kênh giá luôn và vùng hỗ trợ 56.600, thì nó hiện tại nó đang rút chân lên, đóng nấy là một cái nến binh ba tầng. Nếu mà nó đóng nấy là một cái nến binh ba tầng thì đây sẽ là một cái động lực tốt khiến cho giá của Bitcoin nó sẽ pump trong thời gian, nó sẽ tăng trong thời gian sắp tới ha. Nhưng mà mình thấy rằng là hiện tại đang là một thời điểm là cuối cuối của quý 1 2021, cho nên là những cái điều này thì nó cũng chiếm yếu tố là mình thấy cái lệnh long của mình hiện tại nó chỉ có là tỷ lệ win là tầm 60%, 55 cho đến 60% của cái lệnh win long này thôi ha. Và cái lệnh long này mình sẽ send cho anh em ở trong cái channel Telegram team mình, thì anh em có thể tham gia bằng cách là ấn một cái đường link mình để ở dưới phần mô tả mỗi video ha. Thì nó sẽ đừng có một đường link Telegram group này, anh em ấn vào nó sẽ đưa anh em vào group Telegram team mình. Thì trên đây là có hơn gần 12.000 thành viên rồi, anh em có thể ấn open thì nó sẽ đưa anh em vào group Telegram team mình. Thì trên đây là anh em có thể hỏi những câu hỏi để admin và các anh em khác có thể giải đáp giúp cho anh em. Ok, và trên khung ngày của Bitcoin thì anh em thấy rằng như mình đã nói, thì sau khi mà nó tiếp cận ở vùng kháng cự này nè, là vùng 58.000 đô, thì nó đang đang bị phản ứng là nó có một cú flash dump rất là mạnh rồi. Và đây là một cái tín hiệu rất là tốt, bởi vì là vùng này nó đảm bảo là một vùng kháng cự của Bitcoin. Và nên thấy hiện tại thì nó đang đang trong một cái kênh giá tăng như thế này, cho nên là mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ tăng theo trend, đó là trend tăng thể hiện qua các cái đáy sau nó cao hơn đáy trước và đỉnh sau nó cao hơn đáy trước ha. Và đang là mình nghĩ là nó đang chạy sóng tiếp theo theo cái mô hình cờ bull flag ở cái số video hôm qua, là kỳ vọng của mình là lên tầm hơn 70.000 đô ha. Trên khung 1 giờ thì chúng ta có thể thấy được rằng Bitcoin nó giảm như thế này, thì chúng ta nếu chúng ta đo Fibo á, chúng ta đo từ đây lên đến giá cao nhất hiện tại, thì mình thấy là chúng ta có thể bắt rầu được ở cái vùng 56.793 này, đúng Fibo 0.618 của Fibo ha. Và có thể là cái vùng này cũng được, vùng 57.003 là tầm 0,5 của Fibo, cũng là vùng hỗ trợ trước đó chúng ta có thể bắt được ở đây ha. Thì anh em nào có try margin á, thì chúng ta có thể bắt được đây rất là tốt. Ok, chúng ta mình sẽ đến với cái việc phân tích các đồng altcoin theo yêu cầu anh em. Thì đầu tiên sẽ là đồng alpha, và alpha thì em thấy rằng hiện tại thì nó đang vẫn giữ giá rất là tốt ở mức duy trì ở mức 1,8 đô. Chúng ta hiện tại vẫn lãi từ cái entry là 1,2 ha. Và alpha thì anh em thấy là gần đây nhất là trong 2 tiếng gần đây thì team mình cũng đã viết một bài viết về alpha, và tin tức nó cũng rất là nhanh, bài viết này cũng rất là nhanh. Khi mà alpha nó vừa có một thông báo đó là sẽ cho người holder là người nắm giữ cái đồng alpha sẽ được staking token ở trên cái nền tảng của họ. Và anh em có thể thấy, anh em có thể đọc được bài viết này ở trên trang web của team mình ha, marginatm.com. Đây anh em có thể vào đây đọc ha. Ngồi đây 8 giờ ngày hôm nay thì anh em có thể stake được cái đồng alpha, và những thông tin thì anh em có thể vào đây đọc ha. Mình sẽ không có nói sau, và có cả biểu đồ phân tích kỹ thuật này. Phân tích kỹ thuật đấy thì anh em có thể thấy rằng hiện tại nó đang sideways thôi, nó đang là một vòng tích lũy accumulate thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy được là cái RSI nó đang đi ngang này, và cái histogram của MACD nó đang được coi là không có biến động nhiều, nó không có biến động nhiều, cho nên chứng tỏ đây là một cái vùng đi ngang của alpha thôi.
Cho nên là em hiện tại vẫn cứ chắc tay chúng ta gồng, chứ chúng ta không phải hiện tại đang không phải là cái thời điểm mà chúng ta out hết các đồng altcoin đi ha. Thì mình dự phóng rằng á, thì cái mùa altcoin season nó sẽ đến vào lúc là cuối tháng 4, đầu tháng 5, và mình sẽ out hết các cái đồng altcoin khi mà nó mình sẽ quan sát tiếp ở cái vùng là cuối tháng 6, giữa tháng 6 đến cuối tháng 6 ha. Ok, còn về cái đồng GRT này, GRT thì mình sẽ phân tích theo yêu cầu anh em. Thì đầu tiên chúng ta thấy là trên khung ngày ấy, thì nó đã bơm rồi, nó đã bơm một nhịp, đó là nó bơm từ vùng 0,23 đến 2,8 đô. Thì hiện tại đang là một nhịp retest điều chỉnh của nó. Về các mắc Fibo này em thấy nó đang rất là tốt. Vùng 0.5 một nó retest này, vùng 0.68, nếu chúng ta kết hợp hai vùng này lại, đây là một vùng mua rất là lý tưởng đối với đồng GRT. GRT và hiện tại đang đi trong một cái mô hình là tam giác giảm, cho nên là nếu mà nó break lên thì chúng ta thấy là nó sẽ bùng trở lại. Và cái đồng GRT này mình thấy là nó rất là tiềm năng, bởi vì nó chạy trong cái hệ sinh thái của Solana, là cái đồng Sol á. Thì đồng Solana thì mình thấy là nếu chúng ta nhìn vào thì cái điều đầu tiên chúng ta thấy là cái phí giao dịch rất là rẻ, chỉ có 0,0001 đô thôi, chưa đến 1 đô luôn ha, rất là rẻ, rất là nhiều, rẻ hơn rất là nhiều so với lại Ethereum của ERC20. Cho nên là mình nghĩ là cái đồng GRT này trong cái hệ sinh thái Solana đang là một cái dự án rất là tiềm năng, cho nên là mình sẽ để tâm đến cái vòng này ha. Vùng mua tốt của chúng ta sẽ là hai cái vùng, đó là vùng 1,22 và 1,52 ha. Ok, còn cái đồng Anker này thì cái đồng này là đồng Anker, và mình thấy rằng có rất nhiều anh em là muốn đề xuất của mình là có nên mua cái đồng này hay không. Thì mình nghĩ rằng ở trên khung tuần này nó đã bơm từ vùng là 0,00 mấy đô á, lên đến vùng 0,2 đô, nó bơm là 1792% rồi. Thì anh em nghĩ là chúng ta có nên vào nữa hay không? Hiện tại nó đang xuất hiện bóng đứng trên này, chứng tỏ lực bán đang rất là mạnh. Và mình nghĩ rằng á, khi mà một cái đồng coin mà nó bơm mạnh như vậy thì đã những người mà họ mua trước đây rồi thì đây là một cái thời điểm là họ chốt lời, là họ bán ra, chứ không phải là cái thời điểm mà họ mua vào. Cho nên anh em không có nên mua những cái đồng này ha. Và cái điều thứ hai là nó đã bơm rất là mạnh rồi, nó tăng lên 18 lần giá trị, 18 lần giá trị của nó rồi ha, gần 19 lần rồi. Cho nên hiện tại không phải là thời điểm mua. Và chúng ta những cái đồng coin nào mà nó đã bơm rồi á thì chúng ta bỏ qua, chúng ta sẽ qua những cái đồng coin mà nó chưa bơm và có cái tiềm năng tốt, cái nội tại của dự án tốt thì chúng ta mới mua ha. Ok, và cái video này của mình đến đây là kết thúc. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh. Và anh em cũng hãy comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ha. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở số video tiếp theo.